Vâng, hiện tại thì mình đang có mặt ở trên một cái nhánh đường Dan. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi ngược hướng lại so với những cái lần trước mình đi. Thì cái đường này á là cái hướng mà chúng ta từ ngay chỗ hương lộ 9 hương lộ 19 á chạy vào bên trong đây. Đây là cái đoạn cuối của cái đoạn đường mà làm đường Dan thông ra ngay chỗ gần chợ Bầu Sơn á. Đường trong đây ha, thì mình muốn quay cho mọi người xem. Thì trong đây thì vẫn có nhà dân người ta ở, đất này thì cũng đang trồng lúa luôn, và vị trí mảnh đất mình cần bán á, thì nó đang trồng dừa, và trên đất có sẵn mấy cái ao nuôi cá. Điện đã kéo vào bên trong rồi, gần tới chỗ này rồi. Thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Cái clip này thì cũng đã làm khá là nhiều, thì mình cũng đã bán gần hết những cái vị trí mảnh đất công tại nơi đây rồi, chỉ còn sót lại khoảng 20 mấy công nữa thôi. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu hơn 10 công rưỡi đang cần được ra bán. Với cái giá bán mỗi một công như vậy dao động là 210 triệu một công, thương lượng trực tiếp chính chủ thông qua số hotline nằm bên rắp tay trái 0909840707. Tại nơi đó sẽ nhận về quảng cáo, cầm cố, ký gửi và các hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai. Một clip quảng cáo như vậy dao động từ 500k cho tới 1 triệu đồng, tùy theo mức độ xa hay gần và có để số điện thoại trực tiếp của chủ nhà lên bán cùng với người mua hay không. Đây, mình muốn đi cái đoạn đường từ ngoài vào á là để cho mọi người xem là có nhà dân ha. Thì đường này đang kéo điện vào gần hết đoạn đường này rồi. Và những ai muốn mua và muốn sở hữu thì hãy nắm cái giá. Thứ nhất, cái thứ hai là vị trí. Vị trí á, đất này thuộc xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Mặt tiền đường Dan gần 40m, giáp con kênh là nằm bên phía bên tay phải màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người ha. Do mình đi vào cái nước nó rút, thành thử ra nước nó hơi rút nha. Đây có xe cuốc đồ vào, người dân đang trồng lúa đây. Nước này là nước ngọt, thì chỉ có 2 hoặc là 3 tháng nước lợ thôi, còn ngoài ra là nước ngọt, cho nên mới có thể trồng lúa được. Người dân người ta đang đi bắt cá đồ nữa nha. Đây, thì cái giá mình sẽ nhắc lại là chỉ có 210 triệu một công, thương lượng trực tiếp chính chủ thông qua số hotline 0909840707. Thì từ đây chạy ra ngoài quốc lộ 53 khoảng 2 cây số, và nó cách Ủy ban nhân dân xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh khoảng 2 cây rưỡi, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 17 km. Này, bên trong đây thì cái đường này rất có thể là tương lai nó sẽ làm đường nhựa. Tương lai thôi nha mọi người, chứ mình không có chắc ăn 100%. Và bây giờ đã tới được vị trí mảnh đất mình cần bán rồi. Chạy qua bên kia là cũng có nhà dân người ta đang sống luôn. Đây mình xin nhắc lại ha. Diện tích của nó là ngang khoảng 40m, gần 40m. Giáp kênh. Trên đất đang trồng dừa, chuối. Và có 3 ao nuôi cá cộng với một cái ao lấy nước ra vô từ con kênh bên kia. Và mình sẽ đi xuống dưới kia quay cho mọi người xem luôn. Mình xin nhắc lại cái giá bán là chỉ có 210 triệu một công, thương lượng trực tiếp chính chủ thông qua số hotline 0909840707. Vâng, bây giờ thì xin mời mọi người theo dõi clip cũng như là mình sẽ đi xuống lúc mình dưới kia quay cho mọi người xem coi trồng dừa nó tốt hay là sao, trồng lúa như thế nào. Rồi xin mời mọi người theo dõi clip nha. Vâng, hiện tại thì mình đã có mặt ở vị trí mảnh đất cần được ra bán ngày hôm nay. Thì mọi người thấy nha, chỗ này có một cái nền, có một cái nền được san lấp bằng phẳng cao ráo rồi. Rất có thể là người ta chuẩn bị cất nhà ngay cái nền khá là đẹp như thế này. Thì từ đây chạy thẳng về phía trước là sẽ ra được gần chợ Bồ Cát. Chạy theo hướng ngược lại là sẽ ra được quốc lộ 53 hay 54, hướng về cầu ngang Duyên Hải. Và đây là một trong những vị trí mảnh đất rất là đẹp cần được rao bán. Mặt tiền được tính từ đây chạy thẳng qua phía trước tới ngay chỗ cái bụi cao cao ngay chỗ chiếc xe mình á là khoảng gần 40m. Mặt tiền đường Dan, đường Dan này xe tải 2,5 tấn chạy. Mọi người để ý cái số 2,5 tấn ngay đằng kia nha, mình phóng gần lại cho mọi người xem đó. Đường Dan 2,5 tấn chạy này. Thêm một điều đặc biệt nữa là nó sẽ giáp con kênh. Đây, con kênh rất là rộng nha. Thì nước đang nước rút nha mọi người, cho nên thấy nước khá là ít. Thì từ đây chạy đi qua bên kia thì chiều rộng của con kênh này nó rộng khoảng 15-20m gì đó. Đây, đất của chúng ta thì được đào sẵn một cái ao, 2 cái ao, 3 cái ao.
ba cái ao và một cái con kinh dẫn theo cái chiều xuôi xuống vị trí mảnh đất này. Thì có nhiều người hỏi thì có đặt ống bọng để lấy nước từ con kênh không? Thì xin thưa, đây là cái ống bọng nha. Ống bọng dẫn nước từ con kênh đi qua, đi vô đây. Đó, ở dưới đây là có cá nha mọi người. Thì trên đất thì mọi người để ý cho mình là có trồng dừa rồi. Điện thì đang kéo, chuẩn bị kéo tới đây. Thì còn cách điện khoảng hình như là 150 mét nữa là điện sẽ kéo tới đây rồi. Đây, dừa đây. Dừa rất là nhiều, trên đất đang trồng dừa khoảng 100 mấy 200 cây dừa gì đó, mình cũng không biết nha, tại vì trồng rất là nhiều luôn đó. Mình sẽ đi giáp dòng xuống tới dưới cho mọi người xem. Kế bên thì trồng lúa, đây trồng lúa. Có nhiều cô chú chị em hỏi là đất này nước mặn hay nước ngọt hay nước lợ gì đó, thì xin thưa đây là nước ngọt nha. Thì cái này nó thuộc xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nhưng mà nước nó vẫn còn là nước ngọt chứ không phải là nước mặn. Nước mặn là chúng ta đi xuống lúc mị ở dưới Cầu Ngang ở dưới nữa. Còn cái này là Kim Hòa. Kim Hòa là nó sẽ giáp với Châu Thành. À, nếu mà nước mặn thì sẽ không bao giờ trồng lúa được nha. Trồng lúa rất là tốt luôn. Đây mọi người nhìn đây. Trồng lúa rất là tốt. Con kinh này thì cây đào con kinh này để dẫn nước đi theo chiều dọc. Còn bên trong vị trí mảnh đất này thì đào sẵn mấy cái ao nè, nuôi cá nè. Một cái ao, hai cái ao, ba cái ao, lúc mị dưới kia thêm cái nữa. Đó. Và giá chủ đất đưa ra cho toàn bộ tổng diện tích mảnh đất cần bán ngày hôm nay là bao nhiêu ạ? Là 210 triệu một công. Vâng, xin nhắc lại một lần nữa, tổng diện tích mảnh đất cần bán ngày hôm nay là hơn 10 công đất. Và cái giá bán là 210 triệu một công, thương lượng nhẹ, trực tiếp chính chủ. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số hotline 0909840707. Phía xa xa kia mọi người thấy người ta đi tới đi lui không ạ? À, phía xa xa kia có người ta đi tới đi lui á. Tại vì bên kia là có con đường bờ kênh bự nữa. Rất là nhiều luôn ha. Đây, dừa này chuẩn bị cho trái nha mọi người. Ồ, có cây lúa mọc trên cây dừa luôn kìa. Rất là đẹp, một vị trí mảnh đất rất là đẹp. Mày nguyên một cái ao chào bá lửa luôn. Ao này nuôi cá rất là nhiều luôn. Mọi người chờ mình chút xíu nha. Vâng, đây là công việc của tôi ha. Đấy, công việc của tôi gắn liền với một cái điện thoại. Đây. Gắn liền với một cái màn hình điện thoại và tối ngày đảm nhảm ở ngoài ruộng như thế này nè. Đó, thấy chưa, rất là vip nha mọi người. Đấy. Trồng dừa rất là nhiều, đi hết cái miếng này là đi mỗi giò luôn nha mọi người. Thì chủ đất này đó cho người ta dọn cỏ hết trơn rồi nè, dừa trồng rất là đẹp luôn, chuẩn bị cho trái thu hoạch thôi. Vâng, xin chào mọi người ha. Có nhiều người hỏi mình là công việc của mình là đi làm YouTuber thì như thế nào, đi quay đất thì như thế nào. Và đây là công việc của mình ha. À, lần đầu tiên mình quay lại cho mọi người xem nha. Đây, đó, thấy không? Cầm một cái điện thoại, đi giữa đồng ruộng mênh mông bát ngát trời xanh như thế này để quay cho mọi người xem. Đó, hồi nói nhảm vậy nè. Có nhiều người không thích thì người ta la, hoặc kệ mọi người. Mình la thì la, mình bán được đất mà mình có tiền. Mình nuôi sống bản thân của mình và gia đình của mình. Mặc kệ người ta nói cái gì thì nói. Đúng không? Đó. Chính người 10 ý mà. Công việc của mình biết. Công việc của người ta biết. Người ta đâu có nuôi sống mình đâu mà mình phải lo. À, đúng không? Vâng, và trở lại với vị trí mảnh đất cần bán ngày hôm nay thì mọi người để ý giùm mình nha. Một lần nữa mình xin nhắc lại, nước này là nước ngọt ha. Chứ không phải là nước mặn như mọi người lầm tưởng. Đây, tháng này tháng nước ngọt đây. Ồ, quá trời cái đồng ruộng đẹp. Người ta đang bắt cá ngoài kia nữa kìa. Đó, xa xa đó có người ta đang bắt cá đó. À, rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 210 triệu một công thôi. Thương lượng trực tiếp chính chủ. Đi xuống dưới kia là còn nữa. Đó, chủ đất có cắm sẵn cái cây kìa. Phóng lại đó. Cái cây đó là cái cây điện mặt trời ha. Đằng xa kia thì có nhà của người ta. Bởi mình nói mua một vị trí mảnh đất này nó rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 210 triệu một công, thương lượng nhẹ là chúng ta sẽ chốt được. Tổng diện tích mảnh đất cần bán ngày hôm nay mình xin nhắc lại là khoảng hơn 10.500 mét vuông. Đây, đang trồng thêm dừa nữa nè. Đó, đang trồng thêm dừa nữa nè.
rất là nhiều luôn. Một cái ao này quá trời nước luôn à, trữ nước để trồng dừa. Ao này có cá bự lắm. Hôm bữa mình đi lại mình thấy làm một cái đùng một cái mình quảng hồn luôn á. À, mình xin nhắc lại cho mọi người ha. À, vị trí đất là nằm ở xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Giá đất là 210 triệu một công. Tổng diện tích mảnh đất cần bán là khoảng hơn 10.500 m2. À, trên đất đang trồng dừa, đào sẵn 4 cái ao, 1, 2, 3 và 4 cái ao. Dân cư cũng tương đối khá là đông. Gần chợ Kim Hòa, gần ủy ban dân xã Kim Hòa. Mọi thắc mắc về giá cả, mọi người vui lòng liên hệ số hotline 0909 840707. Đó. Một cái số hotline làm nên tên tuổi, một cái số hotline mọi người phải nhớ, khỏi cần lưu luôn. Cứ nhớ 0909 840707 à, là chúng ta sẽ chốt lụm loạn lẹ trong vòng một nút nhạc luôn. Giá mình xin nhắc lại một lần nữa nha, là 210 triệu một công. Thương lượng nhẹ, trực tiếp chính chủ. Rất vui được chào đón mọi người đi xem một vị trí mảnh đất đẹp như thế này. Giá vừa túi tiền, lại chuẩn bị thu hoạch luôn. Mặt tiền đường đan nữa, giáp kinh nữa. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Hãy liên hệ trực tiếp số hotline để chúng ta chốt nhanh chốt lẹ, chốt trong vòng một nốt nhạc. À, mình nói quá trời nói luôn. À, còn đất khúc đằng kia thì mình đã bán hết rồi. Còn duy nhất một miếng đẹp như thế này thôi. Một cái miếng này quá là trời là đẹp luôn. Rồi xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong clip tiếp theo nha.